Dù không thể trực tiếp dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân trên khắp mọi miền đất nước đã bày tỏ lòng thành kính hướng về thủ đô, trái tim của cả nước. Tại Đồng Nai, từ sáng qua, người dân trong tỉnh đã theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư và bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương vô hạn. Từ sáng sớm hôm qua, nhiều người dân xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ đã có mặt từ rất sớm để xem truyền hình trực tiếp lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù hoàn cảnh ở xa, nhưng qua hình ảnh trực tiếp, tất cả đều bày tỏ sự tiếc thương vô hạn, sự mất mát của một dân tộc. Biết ơn sự đóng góp của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Vô cùng thương tiếc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một sự mất mát to lớn đối với cả dân tộc. Tất cả bà con đều phải cố gắng vượt lên trong cái lúc mất mát đau thương này, cùng với cả nước quyết tâm xây dựng nước Việt Nam vững mạnh, giàu đẹp và thể theo nguyện vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hằng mong ước. Người dân cũng là một cựu chiến binh, thì nói chung là hôm nay là chúng tôi trực tiếp được xem truyền hình, rất là xúc động, rất là cảm phục bác như thế là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cả một cuộc đời đã như thế là hết lòng nỗ lực phấn đấu vì nước, vì dân, đến như thế là hơi thở cuối cùng. Thông qua tính năng sổ tang điện tử trên ứng dụng VNeID, nhiều người dân Đồng Nai nói riêng, cả nước nói chung cũng đã gửi lời chia buồn, bày tỏ lòng biết ơn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Rất là đau xót và vô cùng là tiếc thương đối với một vị lãnh đạo thiên tài và một nhà chính trị lỗi lạc và có nhiều đóng góp hết sức to lớn cho đất nước. Và chúng tôi cũng chia sẻ qua sổ tang để chia sẻ nỗi buồn với gia đình đồng chí. Cố gắng như lời bác đã căn dặn trước lúc đi xa là sẽ cố gắng hơn nữa trong cái học tập, trong công tác và trong công việc để có thể giúp ích cho đất nước. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát to lớn của dân tộc. Những lời dạy của người lãnh đạo Cộng sản hết lòng vì nhân dân, vì đất nước sẽ đi cùng năm tháng, góp phần giáo dục các thế hệ mai sau xây dựng quê hương, đất nước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chỉ ra.